Trân trọng kính chào tái ngộ quý khán giả thân mến đến cùng chương trình Quan Điểm, một chương trình thường lệ được phát hình vào mỗi ngày cuối tuần vào thứ Bảy. Trước hết thì xin kính chúc quý khán giả một ngày cuối tuần thật hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có một bất ngờ dành cho quý vị. Một người khách mà từ lâu cũng đã tham dự vào chương trình này rồi nhưng chỉ qua hệ thống Zoom thôi, thì hồi ngày hôm nay với công việc anh đang có mặt ở tại Orange County, chúng tôi xin trân trọng và hân hạnh giới thiệu đến cùng quý vị vị khách mời trong tuần lễ này, giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc đến từ Houston, Texas. Xin kính chào giáo sư. Dạ, xin chào anh Dũng và xin kính chào quý khán thính giả của Người Việt Face TV. Trước hết thì xin cảm ơn anh đã nhận lời và chào mừng anh đến với Việt Face TV. Và hy vọng là trong tương lai nếu có dịp gì mà về quận Cam thì anh lại bỏ thời giờ để đến đây cùng chia sẻ với khán giả trực tiếp như thế này. Rất là vui được lên để mà nói chuyện với anh đó, thưa anh Vinh Dũng, cho nên có dịp là sẽ ghé qua và sẽ gọi anh nếu được lên được. Cảm ơn anh Quốc nhiều lắm. Tôi biết là anh không muốn gọi người ta gọi cái giáo sư Minh Quốc mà chỉ thích gọi bằng anh Quốc thôi phải không ạ? Dạ đúng. Vậy cho gọi cho nó gần gũi. Dạ anh Quốc. Dạ. Vâng, thưa quý vị, không để mất thì giờ quý vị, thì ngày hôm nay giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc đã lựa chọn một số các đề tài để cùng chia sẻ trong ngày hôm nay. Tuần lễ vừa qua thì chúng ta thấy một số các cái tin nổi bật liên quan đến những hoạt động của cựu tổng thống Donald Trump. Chắc có lẽ là điều trước hết mà chúng tôi muốn gửi đến cùng quý vị là cái tin mà Trump Organization đã có mặt ở tại Hưng Yên, Việt Nam, và các người đại diện ở trong cái tổ chức này đã cùng ký kết với nhau. Và trong cái chuyến công du của Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hoa Kỳ vừa cuối tháng 9 vừa qua đó, thì cũng có đại diện của tỉnh Hưng Yên đã đến gặp gỡ với cựu Tổng thống Donald Trump ở tại New York. Và qua đó thì đã ký kết một cái văn bản chính thức, một văn bản ghi nhớ để cùng bắt tay hợp tác xây dựng một cái sân golf, hai sân, mỗi sân là 54 lỗ. Và bên cạnh đó là xây một số các cái resort ở trong khu vực này và đầu tư lên đến khoảng 1 tỷ 500 triệu Mỹ Kim. Thì Reuters đã đưa tin này, cũng như là một số các báo chí ở trong nước cũng đã đưa tin và chúng ta đã biết về tin tức này. Thì ngày hôm nay, giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc sẽ cùng nhận định và phân tích với chúng ta các chi tiết liên quan đến vấn đề này. Dạ, xin mời giáo sư. Dạ, cái điểm thứ nhất là khi mà nói về sân golf, thưa anh, là 54 lỗ mà hai sân golf, có nghĩa là 108 lỗ. Mà thường đánh golf thì 18 lỗ là một sân. Thì anh chia ra như vậy, nó là 6 sân tất cả. 6 sân golf, cho nên cái chi phí nó lên cao, rất là cao là như vậy. Bởi vì xây một lúc 6 sân golf ở trên đó, và như khách anh nói, khách sạn, khu giải trí, vân vân, cho nên cái số tiền đó nó lên rất là cao. Thứ hai nữa đó là cái dân số người Việt Nam là 100 triệu người ngày hôm nay. Nhưng mà hiện nước Việt Nam bây giờ có đến 70 sân golf. Mà cái người đánh golf á, ở trong Việt Nam thì theo người ta báo cáo là 100.000 người. Vậy mà có đến 70 sân golf. Thì cái điều này nó nói lên là sở dĩ cái thị trường đánh golf á, nó phát triển ở Việt Nam. Thứ nhất là về khí hậu. Khí hậu rất là tốt so với lại Đài Loan, so với lại Nhật Bản và so với lại Nam Hàn. Cho nên đó, cái người số lượng đánh ở Việt Nam không có so sánh bằng với số lượng của người nước ngoài. Bởi vì trong cái bài báo đó họ chỉ nói là người ở địa phương. Cho nên cái nguồn lợi tức nó đem từ những cái quốc gia như là Nam Hàn, nhất là Nam Hàn và Nhật Bản. Bởi vì đó là cái môn thể thao bây giờ rất là thông dụng, nhưng mà vào mùa đông á thì ở đó họ rất là lạnh. Cho nên vào mùa đông á thì họ đổ xô vào Việt Nam, trong đó có một, họ đi cả một phái đoàn như vậy, họ ăn ở sống ở đó và họ luyện tập. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là nhiều người không hiểu rằng cái sân golf á nó đem lại cái lợi tức cho những người đầu tư ở nước ngoài, chứ thực sự nó cũng không có đem mấy cái lợi tức cho người dân ở trong nước, ngoài trừ họ đi làm những cái việc như là dọn dẹp phục vụ trong sân golf, sân golf, chứ không phải là đưa vào một cái ngành nào đó mà người ta đòi hỏi con người ta phải có nghề nghiệp, phải có học thức vân vân. Cho nên nó cũng không phải là một cái, nó là một cái điểm mà tốt cho một số người nào đó, nhưng mà đối với người dân Việt Nam thì tôi nghĩ cái đó nó không có tốt gì lắm. Đồng thời chúng ta cũng thấy rằng đó, một cái điểm nữa đó là ông Trump đó, ông đã để mắt vào trong nước Việt Nam
từ năm 2019 khi mà ông đi tham dự một cái hội nghị thượng đỉnh với Kim Jong Un. Thì trong cái hội nghị thượng đỉnh đó dù nó thất bại, nhưng mà khi ông đến Hà Nội thì ông mô tả đây là một thành phố đáng kinh ngạc. Những gì xảy qua trong 20 năm qua thật là đáng nể sợ đối với người dân Việt Nam. Họ đã phát triển kinh tế một cách vượt bậc. Tức là ông đã để ý khi mà ông đến thăm Việt Nam. Và từ đó khi mà ông trở về như vậy đó, thì cái hợp đồng này họ vừa thương lượng hồi giữa tháng 9 thôi. Dạ. Và bây giờ đã ký kết, cũng như chúng ta đã sẽ thấy những cái hình ảnh mà đưa lên về cái đó, đó. Thì trên hình ảnh chúng ta thấy rõ ràng là ông Trump đã ngày 25 tháng 9 thay vì đi vận động tranh cử thì ông đã ngồi xuống vùng cùng với con trai của ông là ông Eric Trump và đăng ký cái hợp đồng đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái hợp đồng này nó là một cái hợp đồng chỉ gọi là coi như là nó dọn đường sẵn, nhưng mà không có bắt buộc phải thực hiện. Chưa có bắt buộc là phải thực hiện cái hợp đồng này. Nó gọi là biên bản ghi nhớ. Biên bản ghi nhớ. Tức là nó không có, chỉ là hứa hẹn là sẽ làm gì để đạt được cái mục đích, nhưng mà nó chưa có chính thức. Nhưng mà nó sẽ được thực hiện chắc chắn là như vậy, bởi vì họ đã có những sự đầu tư sẵn của những cái công ty, đặc biệt như là công ty mà anh nói là cái công ty gọi là KBC King Bắc City. Thì cái công ty này một trong những công ty đầu tư lớn về bất động sản ở Việt Nam. Nhưng mà một cái điểm nữa đó là tôi á thì muốn nói như thế này, rằng á khi mà chúng ta đầu tư vào trong Việt Nam á, thì đối với những người mà như tôi chẳng hạn, tôi cảm thấy rằng đầu tư về Việt Nam là một việc tốt nếu mà mình làm cái công việc lợi ích cho người dân. Chứ tôi nghĩ không, đây không phải là cái sự đầu tư để mà phát triển cái trình độ học vấn, cái kiến thức, cái kỹ thuật của người dân Việt Nam. Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai nữa đó là tôi cũng cho rằng nhiều người họ thích ông Trump bởi vì ông Trump cũng nói rằng ông không có gọi là ông là người chống cộng, ông không thích vấn đề gọi là đối đầu với làm việc với những người này. Nhưng mà bây giờ rõ ràng thấy là tiền bạc vẫn là trên hết đối với ông Trump. Với vấn đề là ông vào trong đó, ông biết rằng ông sẽ có lợi tức và ông làm. Cho nên nếu mà chúng ta là một người mà cho rằng một người chống cộng, một người không nên về Việt Nam, không nên làm ăn với Cộng sản, thì cái điều này tôi nghĩ rằng là chúng ta nên suy nghĩ về cái quyết định của ông Trump cũng như tổ chức gọi là Trump Organization. Đó là cái vấn đề mà chúng ta nên để ý đến, phải không ạ? Tại là vẫn hồi nào tới giờ đó, thì đúng, trong cộng đồng người Việt của chúng ta thì vẫn thường đưa ra rằng cựu Tổng thống Trump sẽ là một người đại diện cho cộng đồng của chúng ta và có những cái biện pháp rất là mạnh mẽ đối với chính quyền Việt Nam hiện nay. Thì nhiều người cũng cho rằng là cựu Tổng thống là một người rất là mạnh mẽ, đi đầu trong cái phong trào để giúp cho cộng đồng chúng ta chống cộng. Nhưng mà bây giờ qua những cái hoạt động của Trump Organization, nhiều người thì đưa ra một cái lập luận cho rằng đây chỉ là một cái công ty của ông thôi, nhiều thành phần ở trong đó, chứ không phải là của chính thức, là của một mình cá nhân của ông ấy. Do đó họ đưa ra cái lập luận đó, thì em thấy thế nào? Tôi là nếu mà anh Dũng nhớ lại đó, là trước đây ông Trump khi ông lên làm tổng thống, ông nói ông giao cái công ty này lại cho con ông làm. Dạ. Khi giao lại như vậy đó, có nghĩa là không có dính líu gì hết, nhưng mà ông vẫn còn những cái cổ phần nằm ở trong đó, và ông là người có trên 50% trong những cái cổ phần đó, và ông vẫn dùng cái công ty đó để mà làm ăn. Chẳng hạn như có hồ sơ vừa mới đưa ra từ Quốc hội là trong những năm ông làm tổng thống đã có 750.000 người nước ngoài vào ở trong khách sạn ở Washington DC. Cái hồi xưa cái đó là cái bưu điện cũ mở ra, và những người này họ ở đó và họ đã xài 750.000 đô la trong những thời gian đó để mà liên hệ ngoại giao đối với ông Trump. Cho nên chúng ta thấy rằng cái làm ăn của ông Trump ngày hôm nay đó, có rất nhiều điều mà chúng ta thấy nó không rõ ràng. Nhưng mà cái điều rõ ràng ở trường hợp này là ông đã về Việt Nam, đã ca ngợi Việt Nam và đã đang đầu tư vào trong đất nước Việt Nam. Đó là cái sự thật mà mọi người chúng ta nên xem lại cái điều đó có phải là cái điều mình muốn hay không. Và như tôi nói là nhất là có đầu tư vào để mà phát triển trí tuệ của người trẻ Việt Nam, phát triển cái vấn đề gọi là khả năng, cái tài năng của người Việt Nam, hay là đi làm những cái việc mà để phục vụ cho những người đa số là những người nước ngoài.
Dạ vâng. Thật sự mà nói thì đúng như giáo sư phân tích thì chúng tôi cũng nhận thấy một cái điều là thường thường các cái công ty lớn, chẳng hạn như Apple, chẳng hạn như Samsung, khi mà họ về Việt Nam đầu tư đó, thì họ xây dựng cơ sở và những cái xưởng, cái hãng sản xuất của họ là nó tạo được công ăn việc làm cho người dân Việt Nam, người dân địa phương rất là nhiều. Thì đó cũng là một cái hình thức mà để cho giúp cho kinh tế của Việt Nam. Nói thế nếu mà nhìn về cái chiều hướng đó. Nhưng mà trong cái sân golf như luật sư như giáo sư vừa phân tích thì chúng tôi thấy rõ ràng nó chỉ lợi cho một cái thành phần nào đó thôi. Tại vì người dân chắc chắn là sẽ không có bao giờ mấy ngàn công việc để vào đó có thể làm được, mà chỉ toàn là đi làm những công việc nhặt banh hoặc là phục vụ phòng ốc ở trong các cái resort, hoặc là đại khái là nhà làm những cái công việc tạp vụ ở trong đó thôi. Nó không mang lại một cái lợi ích nào thiết thực. Thì đó cũng là một cái chiều hướng để chúng ta suy nghĩ. Chúng ta cũng còn nhớ giống như giáo sư đã vừa nói đó, trong cái thời gian năm 2019 mà khi mà ông về thì ông cũng đã từng cầm cái lá cờ trong nước vẫy bên cạnh chủ tịch nước lúc đó là ông Nguyễn Xuân Phúc đó. Thì đúng là lúc đó ông cũng khen ngợi đó. Ông khen ngợi nước Việt Nam là thành công trong kinh tế cho ông để ý từ đó rồi chứ không phải mới đây. Nhiều người thì đưa ra cái lập luận đó là ô, người ta là một cái công ty, người ta về đầu tư thì đem lại lợi ích cho nước Việt Nam thì có cái gì đâu mà làm lớn chuyện như vậy mà ngoài này công kích. Giáo sư nghĩ thế nào? Tại vì nếu mà chúng ta, cái lập luận đó cũng đúng nhưng mà không sai. Nhưng mà nếu chúng ta là những người cho rằng những người khác về Việt Nam làm ăn là không đúng, chẳng hạn như một người ca sĩ về Việt Nam hát, đó là phản bội tổ quốc, là không đúng, là coi như là những cái điều đó mình chà đạp những người đó. Hay là những người về Việt Nam làm ăn nhưng mà có những người về Việt Nam làm từ thiện thì cũng vẫn bị cho rằng về Việt Nam là một cái điều xấu. Thì mình phải so sánh lại trong cái trường hợp này. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đó là một trong những cái đề tài mà chúng tôi gửi đến cùng quý vị. Thì đó, cũng muốn đưa ra một số các cái nhận định từ giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc để chúng ta rộng đường dư luận. Không biết là luật sư, giáo sư còn muốn nói thêm về cái vấn đề này về cái gì nữa không? Thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái đề tài khác. Dạ, chúng ta đi qua đề tài khác được. Dạ vâng. Dạ. Một trong những đề tài khác đó, thưa quý vị, cũng liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump thôi. Trong tuần vừa qua đó, thì báo chí cũng lại cho biết cái tin tức là cựu tổng thống đã từng âm thầm bí mật để gửi một số các cái mẫu, các cái máy cũng như là các cái bộ kit để thử nghiệm về coronavirus trong cái thời gian đại dịch COVID-19 đang lan tràn. Và trong thời gian đó thì tại Hoa Kỳ lúc đó các cái bộ kit này, các cái bộ thử nghiệm này đang rất là khan hiếm. Thì Tòa Bạch Ốc dưới thời cựu tổng thống Donald Trump đã âm thầm chuyển cho Nga, hay là nói trực tiếp cho ông Vladimir Putin, một số các cái bộ kit này. Và ngay sau đó một vài ngày thì phát ngôn viên của Điện Kremlin là ông Peskov và cũng như là một số các quan chức của Điện Kremlin cũng đã lên tiếng xác nhận rằng họ có nhận được những cái bộ thử nghiệm này. Tuy nhiên họ phản bác một cái điều là trong cái cuốn sách mà tác giả Bob Woodward ông viết thì ông có nói rằng là sau khi đã rời khỏi nhiệm sở thì cựu tổng thống vẫn còn tiếp tục có những cuộc đối thoại điện đàm cùng với tổng thống Vladimir Putin. Thì phát ngôn viên của Kremlin là ông Peskov cũng đã lên tiếng phản bác điều này và nói rằng hoàn toàn không có những cái vụ mà hai ông đã có những cuộc điện đàm bí mật như vậy. Là vì trong cái cuốn sách đó, khi mà một số các chi tiết được các báo chí phanh ra đó, thì họ cũng nói rằng là cái lúc mà bắt điện thoại lên ngồi ở tại Mar-a-Lago chẳng hạn thì cựu tổng thống đã đuổi tất cả những tùy tùng ra ngoài, chỉ có một mình ông trong đó để nói chuyện với ông Putin. Thì ông Peskov đã lên tiếng phản bác cái điều này. Chúng tôi cũng mời quý vị cùng theo dõi với những nhận định của giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc sau đây. Vâng, có hai cái vấn đề ở đây đó thưa quý khán thính giả. Thứ nhất là rõ ràng là khi mà cái tin này đưa ra đó thì ông Trump gọi là phản đối mạnh liệt và dùng những cái từ ngữ rất là nặng đối với ông Bob Woodward. Chẳng hạn như Stephen Chung là phát ngôn nhân của buổi ủy ban vận động tranh cử của ông Trump đã nói một câu như thế này: không có câu chuyện nào trong những chuyện dựng lên này của Bob Woodward là đúng sự thật. Và đây là một tác phẩm của những người thật sự mất trí và rối loạn trí, người phải mất chứng rối loạn vì thù ghét ông Trump. Và ông còn nói rằng cuốn sách này là cuốn sách rác, dục nó vào trong cái phòng vệ sinh. Và ông nói rất là nặng, ông nói đây là những cái cuốn sách mà tưởng tượng, những cuốn tiểu thuyết tưởng tượng nó nằm ở trong một cái khu vực mà người ta bán sale và nằm trong một cái tiệm sách gọi là chỉ bán những cái cuốn sách mà giảm giá mà thôi. Và ngay cả ông Trump
Gần đây trong cuộc phỏng vấn ở ABC News, ông nói ông Woodward là một người thích nói chuyện, thích kể chuyện, những câu chuyện dở mà khó nghe, và ông ta đã mất hết lý trí. Đó là cái cuộc phỏng vấn mới nhất đối với ABC News. Nhưng mà cái vấn đề đây chúng ta đi sâu vào hai vấn đề. Cái sự thật mà không thể từ chối được là những gì họ nói đã sai ở một cái chỗ, là chính phát ngôn nhân của ông Putin đã xác nhận rằng có gửi, đã nhận được một loạt máy. Cái điều này nó nói lên cái gì? Thứ nhất là cái máy này vào trong cái thời điểm đó nó rất là khan hiếm, không có bán ở ngoài thị trường, chúng ta không thể mua được, mà nó chỉ được cung cấp vào những bệnh viện lớn, có khả năng cung cấp được để mà thử nghiệm test những cái người ở trong những cái khu vực mà đông người. Còn ngoài ra ở những thành phố nhỏ thì hoàn toàn không có. Và khi cái nguy hiểm của cái này là như thế nào? Là khi người ta cần những cái máy này, bởi vì cái bệnh COVID-19, nếu mà mình mắc bệnh, nhiều khi mình không khám phá, mình không biết mình có bệnh, mình vẫn đi nói chuyện với người khác và mình sẵn sàng lây người khác. Và một điều nữa là nhiều khi đó vài ba tuần sau nó mới xảy ra, mình mới cảm giác được cái điều đó. Cho nên những cái máy này lúc đó nó rất là cần thiết. Và không có những cái máy đó, nó là cái nguyên nhân để mà rất rất nhiều người chết. Trong cái, bởi vì nếu mà chúng ta biết một người nào bị bệnh thì chúng ta để họ vào một chỗ, họ sống cô lập một nơi nào đó, thì không có cái gì lây nhiễm như thế này. Nhưng mà điều thứ hai nữa nó rất là quan trọng ở đây là ở trong cái những vận động, lần mà ông Trump đi vận động tranh cử, cái câu mà ông thường dùng là America first, America first, tức là lúc nào người Mỹ, người dân Mỹ cũng phải là người được ưu đãi đầu tiên. Nhưng cái hành động này cho thấy rằng ông Putin mới là first chứ không phải là America first. Bởi vì gửi cái máy này cho một người bạn, lo lắng rằng người bạn mình sẽ bị lây nhiễm, và ông Putin cũng đã bày tỏ rằng á, ông sợ bị cái chứng bệnh này lắm. Cho nên nó thấy chúng ta còn nhìn thấy là cái sự liên hệ của họ nó sâu xa ở cái điểm này. Và một điều nữa là trong cái lúc mà ông Trump giao cho ông Putin đó, thì ông Putin mới nói ông Trump một điều rằng tôi không muốn ông nói với bất kỳ ai, vì mọi người sẽ tức giận với ông, không phải với tôi, họ không quan tâm đến tôi đâu. Thì ông Trump trả lời tôi không quan tâm điều đó đâu, nhưng mà ok, tôi sẽ im lặng. Cho nên cái vụ đó nó bị giữ bí mật. Và cái vụ này đó nó không thể chối được, không thể chối cãi được, bởi vì nó là những cái vật dụng đã gửi đến. Và ông Mike Pompeo là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ đã tuyên bố rằng họ đã gửi những cái máy đó, nhưng không biết gửi về đâu. Cho nên ở cái điểm này chúng ta thấy rõ ràng rằng khó mà chối. Đó là cái điểm thứ nhất. Còn cái điểm thứ hai mà ông Peskov đã không xác nhận, đó là 7 lần nói điện thoại với ông Putin. Thì điều này họ chối rất là dễ dàng, bởi vì như anh Dũng vừa nói đó, bởi vì họ không có người đứng ở đó, cho nên không biết họ nói gì, cho nên cái điều đó rất là dễ để mà từ chối. Nhưng mà do nói là tại sao cái người đó họ không có, nhưng mà họ lại biết là ông nói 7 lần. Nó cái điều này rất là đơn giản, bởi vì trong cuốn sách đó ông Woodward ông có nói một câu rằng chỉ có một người phụ tá duy nhất, và mỗi lần cái cú điện thoại đó nhấc lên là ông Putin gọi. Khi mà ông Putin gọi thì người đó được bị đi ra, có nghĩa là người đó đã đi ra 7 lần đó. Nó là như vậy. Nhưng mà không biết nói gì. Chứ còn nếu biết nói gì á thì là chuyện khác rồi. Nhưng mà mình chắc chắn mình biết một điều á, không biết nói gì, nhưng mà mình biết rằng là ông Putin chống Ukraine, chống cái vấn đề mà viện trợ cho Ukraine. Cho nên đương nhiên đây là những gì chúng ta suy nghĩ thôi, suy đoán thôi. Có thể rằng tại vì lý do đó mà Quốc hội đã bao nhiêu lần không chịu thông qua cái đạo luật để mà gửi tiền viện trợ, gửi vũ khí viện trợ cho Ukraine. Và cái vấn đề mà gửi viện trợ cho Ukraine 60 tỷ vừa qua, nó xảy ra không phải là bởi vì Mike Johnson, tức là chủ tịch Hạ viện, muốn, nhưng mà đảng Cộng hòa họ nói nếu mà ông không gửi, nếu mà ông không thông qua cái 60 tỷ đó thì chính chúng tôi sẽ đứng ra.
Mà chúng tôi đứng ra thì đương nhiên đảng Dân Chủ sẽ ủng hộ hết. Cho nên họ chỉ cần 5-6 người thôi là có thể vượt qua ông Mike Johnson. Chính vì lý do đó nhiều người hỏi, có lúc ông Mike Johnson tự nhiên chạy qua Mar-a-Lago nói chuyện với ông Trump. Thì trong cái thời gian nói chuyện đó đã nói gì? Mà ông Trump im lặng, tức là vẫn phải để cho cái luật đó thông qua. Nếu không á, thì những người đảng Cộng Hòa chân chính, những người mà ủng hộ cuộc chiến Ukraine, họ sẽ tự động đứng ra để mà đưa cái luật này ra. Và điều đó là một cái luật của Mỹ nó có thật. Tức là họ có quyền, một nhóm của họ có quyền đẩy cái đồ luật đó ra. Và người thường họ không làm như vậy được, là tại bởi vì đảng của mình, nếu mình đẩy ra đâu có ai bỏ phiếu đâu, cái đảng thiểu số nó bỏ phiếu đâu có đủ đâu. Nhưng mà như anh biết, rất là nhiều người ủng hộ cuộc chiến của Ukraine, cho nên khi nó thông qua, nó vượt cả cái tỷ số 60% cần phải có. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng cái cuộc nói chuyện đó có, nhưng mà họ chối. Bởi vì nó có, bởi vì nó không thể đưa ra cái bằng chứng, bởi vì không ai nghe được. Nhưng mà đó là những cái gì mà tôi suy nghĩ như vậy đó thưa anh. Anh vừa nói tới đó thì tôi lại nghĩ đúng. Thường thường trong bạn bè mình gặp nhau, mình hay nói cái gì đó vui đó, thì mình nói là đó tôi nói vậy đó, nhưng mà anh mà nói, anh mà cho người ta biết là tôi sẽ chối đó. Đại khái thì hay nói đùa như vậy. Trong cái trường hợp này mình cũng thấy đúng là không, tại vì không ai nghe được cả. Chúng ta còn nhớ trong những cái chuyến đi công du ở châu Âu, thì có một lần mà cựu tổng thống Donald Trump cũng gặp gỡ với ông Putin. Và có một khoảng mà cách đến vài năm rồi, không biết là anh còn nhớ không, thì trong đó cũng ông đã đuổi hết tất cả tùy tùng, chỉ có hai người ngồi trong một cái căn phòng riêng với nhau thôi. Người báo chí cho đến giờ phút này người ta cũng không biết được nội dung cái cuộc đối thoại đó là cái gì giữa hai phía. Chỉ biết là sau này thì cựu tổng thống đã có những cái khen ngợi ông Putin, rồi đồng thời cũng có những cái điều mà người ta nói là chẳng hạn đối với ông Kim Jong-un thì lại có những cái bức thư rất là tình cảm. Rồi chẳng hạn như đối với tổng thống Putin thì lại khen nhau, nghĩa là tân bốc nhau hết lần. Thì điều đó cũng làm một số các cái vấn đề mà chúng ta cũng phải cần nhớ. Đó thì cái quan trọng đó là ông Woodward, ông nói cái người đó chỉ có một người thôi đã bị coi như đi ra, đuổi ra mỗi lần. Đó là cái điểm mà thành ra cái người đó nhớ được bao nhiêu lần. Ít nhất là 7 lần. Đó là cái vấn đề, cũng là một trong những vấn đề mà chúng ta rộng đường dư luận để chúng ta nghe thêm một số các cái tin tức thưa quý vị. Chứ còn mà nếu mà nói là dùng những cái thứ này mà để đưa ra trong cái cuộc mà ngày bầu cử chỉ còn 20 mấy ngày đó, thì không phải là muốn đưa ra để vạch ra những bất kỳ những cái điều gì. Nhưng có một cái câu hỏi cũng được đặt ra, tại sao ông Bob Woodward chỉ còn chưa là trên dưới một tháng thì đưa ra cái bản tin này và sẽ nói là trong ngày 15 tháng 10 thì ông sẽ phát hành cái cuốn sách này? Thì đó là có ý đồ chính trị rõ ràng, có cái mục đích chính trị ở trong đó. Nếu mà chúng ta theo dõi kỹ hơn nữa thì trời ơi, ông cũng nói nhiều về ông Biden lắm. Ông nói Biden là chửi thề, chửi tục, đồ chửi Putin. Rồi là coi như là Biden đã không có bằng lòng với những chính sách trước đây của ông Obama. Cho nên cái vấn đề này là nó tiết lộ cho cả hai bên. Và cuốn sách đó, như anh đã biết, Bob Woodward không phải là một ký giả bình thường. Là một người đã từng viết cuốn sách về Watergate và đã từng làm cho ông Nixon cuối cùng phải từ chức vào cái thời gian đó. Cái mình cũng phải nhìn vào cái tư cách của người viết, người đó là ai, chứ không phải ai viết cái gì cũng đem ra. Và ông là một người đã được đánh giá là đặt cái sự thật lên trên tất cả những gì mà ông ta cho rằng là chính trị. Thật đó là có thể mình cũng thể giải thích theo cái đường lối đó, phải không ạ? Nhưng mà ít ra thì cái cuốn sách này với những cái tin tức và những cái tiết lộ mà báo chí trong những ngày vừa qua đã cùng phanh phui đó, thì người ta cũng có một vài tờ báo thì gọi đây cái là một cái October surprise đối với phía cựu tổng thống Trump. Nó có nhiều số October surprise. Đây, cái October surprise này nó mang một cái ý nghĩa rằng là có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến một số người. Là bởi vì người Mỹ chúng ta thì thường là thương, có lòng thương nhau, yêu thương người đồng bào của mình. Nhưng mà trong trường hợp này thì ông Trump đã gửi cái máy đó cho một người gọi là kẻ thù của nước Mỹ. Dù muốn dù không, Putin vẫn là kẻ thù của nước Mỹ, là một người độc ác đã giết bao nhiêu người.
mà ông ta gửi cái đó máy đó trong khi người dân Mỹ còn, cho nên nó cũng có thể là một cái October surprise, nhưng mà mình không biết nó sẽ xảy ra như thế nào. Dạ vâng. Dạ. Thì nhiều người thì bây giờ nếu là thì thương thì trái ấu nó cũng tròn. Dạ. Dạ. Ghét thì bộ hòn nó cũng đắng. Dạ. Thành ra là mình thấy trong cái vấn đề này là dĩ nhiên trong dư luận của cử tri gốc Việt của chúng ta thì người binh, người chống cựu tổng thống Donald Trump, dĩ nhiên chúng ta thấy rõ điều đó là một thực tế và không ai chối cãi được. Yeah. Thành ra nhìn sự việc thì chúng ta cũng phải nhìn nó một cách tổng quan ở bên đó, chứ không phải nhắm mắt được và nói là à, tôi nghe những cái chuyện như này, nhiều người nói là chuyện nó có cái gì đâu mà phải làm quá đáng như vậy này. Chẳng hạn một cái lãnh đạo của quốc gia này muốn liên kết với lãnh đạo của một quốc gia khác, đó là trong cái cách mà người ta giao tiếp để có những cái ngoại giao nó tốt đẹp hơn, đại khái thì nhiều người cũng dùng cái lý luận đó. Cái lý luận đó nó không đúng, bởi vì Putin đó là kẻ thù, trước giờ nó là như vậy. Từ thời trước giờ là từ thời chiến tranh lạnh như vậy. Trong khi những, nếu mà chúng ta liên lạc để mà thế giới được hòa bình ổn định thì những cái đồng minh của chúng ta thì ông Trump lại bỏ rơi. Dạ vâng. Khối NATO. Cho nên nếu mà nói rằng lập luận rằng cho thế giới sống hòa bình thì mình phải dung hòa tất cả mọi người. Nếu ông Trump làm cái điều đó đối với những nhà lãnh đạo khác trong khối NATO, trong những đồng minh từ trước giờ của Hoa Kỳ, thì điều đó mình đâu có gì để nói. Nhưng mà ông chỉ đứng về một phe là gì? Là những người lãnh đạo, những người độc tài và những người như Putin rất là ác độc. Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc rất là nhiều về cái chia sẻ trong cái đề tài thứ hai. Và chúng ta sẽ bước sang một cái đề tài khác nếu giáo sư không còn điều gì để nói về cái dạ, đề tài. Không. Dạ không, dạ vâng. Cứ tiếp tục anh. Thì chúng ta sẽ sang qua một cái đề tài khác cũng rất là lạ thưa quý vị. Là cũng do báo chí Hoa Kỳ người ta đưa ra thôi. Tức là rất nhiều cái tờ báo khác nhau cũng cho biết rằng những cái cuốn kinh thánh, cái cuốn mà có tựa đề là God Bless America đó, mà cựu tổng thống đã từng quảng bá trước đây để bán là 59 đồng 99 cent cho một cuốn đó. Và trong đó chúng ta thấy là ngoài cái phần kinh thánh thường lệ thì có một số các cái văn bản về hiến pháp của Hoa Kỳ cũng được cộng thêm vào trong cái cuốn đó. Và cái điều quan trọng đó là cuốn sách này bây giờ báo chí cho biết rằng nó được in ở tại Hàng Châu, miền đông Trung Quốc, với khoảng là 120.000 cuốn kinh thánh. Và theo như báo chí cũng nói rằng là cái cuốn kinh thánh này thì tổng chi phí mà vừa in ấn và từ vận chuyển từ Trung Quốc về Hoa Kỳ thì nó khoảng là 342.000 Mỹ Kim tổng cộng. Tức là chi phí cho 120.000 cuốn kinh thánh. Người ta cũng chia ra, người ta nói như vậy là nó tương đương trên dưới khoảng 3 Mỹ Kim cho một cuốn kinh thánh. Thì nếu mà họ nói, họ tính là nếu mà cái số này được bán hết với giá 59 đồng 99 thì Ủy ban tranh cử của cựu tổng thống thu về được khoảng 7 triệu Mỹ Kim. Nhưng cái điều đáng nói ở đây không phải là giá trị và tiền lời thu được bao nhiêu, nhưng mà báo chí nhắc lại rằng cựu tổng thống Donald Trump là một người luôn luôn lên án Trung Quốc và cho rằng Trung Quốc đã có những cái điều bất công đối với việc trao đổi hàng hóa thương mại đối với Hoa Kỳ. Vậy thì cái việc này khi mà đem một mặt thì mình vẫn lên tiếng để mình gọi là lên án người ta, và đồng thời sẽ nói là tôi sẽ áp giá thuế đối với những cái mặt hàng của Trung Quốc khác này kia, nhưng mà lại in ấn cái sản phẩm của mình ở tại Trung Quốc, thì điều này nói lên cái gì? Chúng tôi lại mời giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc. Dạ, dạ thưa quý khán thính giả, thì cái điều chúng ta thấy là ngày hôm nay ông Trump cũng vẫn còn mạnh hơn nữa, đánh thuế những nước khác 10%, nhưng mà Trung Quốc là 20%. Dạ. À, và chúng ta đừng quên rằng ông cũng đã đổ lỗi là Trung Quốc là cái nước mà đã gây ra cái Covid-19. À, nó xuất phân từ Vũ Hán, rồi mà không có bằng chứng. Rồi gần đây là ông có nói rằng những người mà nhập cư Trung Quốc đang tràn vào Hoa Kỳ để xây dựng một đội quân tấn công vào Hoa Kỳ. Tức là khi mà chúng ta nghe nói như vậy á, thì chúng ta cảm thấy đây là một người thật sự là chống Trung Quốc. Nhưng mà thật sự, trong lúc nào cũng quan tâm đến tài chính cá nhân của mình. Chuyện Bible không phải là một cái chuyện coi như là mới lạ gì cả. Nó cứ lạ cái là tại sao bán Bible. Nhưng mà ông ta đã bán, nào là đồng hồ mới đây 100.000 có, 500 có cái đồng hồ, 500 của ông ta đó, thì người ta tính ra đó, cái đồng hồ đó nó thật sự nó giá trị nó chừng 60 đô giá thành phẩm, giá sản, giá thành đó.
in tên nó đưa ra bên, họ còn đưa ra cái công ty nào có thể sản xuất cho mình với giá 60 đồng và cái đồng hồ 100 ngàn. Rồi thì anh thấy không, giày thể thao bây giờ, rồi tiền điện tử, tức là ông chỉ đủ mọi cách làm ăn, và trong đó ông làm ăn với Tàu rất nhiều. Tôi chưa kể đến những cái thương hiệu mà ông ta bán quần áo, ngay cả những cái quần áo trong sân golf hay là những cái đồ mà ông ta dùng để mà bán trong những cái cuộc vận động tranh cử cũng đều xuất xứ bên đó. Nhưng mà cái điều này, cái điều mà ông ta làm á, nó rất là khác biệt, là ông ta đã bỏ cái Bible chung với cái hiến pháp của Hoa Kỳ, chung với cái tuyên ngôn độc lập, chung với tuyên ngôn nhân quyền và lời thề trung thành. Và ông Trump kêu gọi mọi người mua cái kinh thánh này. Thì anh biết á, là rất nhiều những học giả về tôn giáo đã lên tiếng cái vụ này. Anh không thể sát nhập kinh thánh vào những cái văn bản của chính phủ Mỹ. Đây là một cái hỗn hợp độc hại. Nó làm điều gì? Nó thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc cơ đốc giáo. Đó. Bởi vì khi mà làm như vậy, bỏ những cái đó vô trong đó, tức là muốn cho nước Mỹ ngày hôm nay chỉ theo cơ đốc giáo mà thôi, ưu tiên cái cơ đốc giáo trong cuộc sống của mọi người dân, dù anh có đạo Phật, đạo Công giáo hay là đạo Hòa Hảo, tất cả những cái đó đều không có nghĩa lý gì một khi mà những cái kinh thánh này nó được in toàn diện như vậy. Và kinh thánh này không phải chỉ có của người dân Mỹ hay là của người da trắng hay của người da đen, mà của thế giới. Và một điều nữa đó là cái, vì với cái giá 2 đồng 85 sen hay là 3 đồng đó, thì một mục sư Baptist, ông này có tên là Tim Will Smith, nếu mà quý vị thấy trên màn hình đó, ông Tim Will Smith, ông này là mục sư Baptist, ông chuyên đánh giá kinh thánh trên cái kênh YouTube của ông. Ông đặt hàng và gửi về cho ông, thì ông thấy cuốn sách này là một cuốn sách rất là rẻ tiền. Nó rẻ tiền đến nỗi đó, khi mà mở cái trang ra thì cái chữ nó chồng lên nhau đọc không được, và khi mở ra nữa thì nhiều trang nó bị rách, nó kẹt với nhau, cho nên rất là khó khăn. Rồi đó, nó không có viết cái trang bản quyền hoặc là người nào đã in kinh thánh hoặc ở đâu. Thì bây giờ chúng ta thấy là rõ ràng là nó ở bên Trung Quốc. Và ông Will Smith, khi mà ông đưa ra, ông nhận xét về cái này, ông nói ông bị gọi là shock, ông bị shock bởi vì cái chất lượng của nó quá tồi tệ. Cho nên á, cái vấn đề kêu gọi mua cái cuốn Bible này với tình yêu đất nước, nó không phải là như vậy, mà nó là cái tình yêu về tiền bạc của ông Trump. Và thêm vào đó nữa là mới đây, trong một cái cuộc phỏng vấn của một nhà bảo thủ có tên là Hugh Hewitt, ông này là một nhà bình luận chính trị bảo thủ, ông ta phỏng vấn ông Trump, thì ông Trump lúc đó nhắm vào tấn công ông Tổng thống Biden. Ông nói rằng là Biden bây giờ bị Trung Quốc mua chuộc rồi. Ông có rất nhiều, ông đã nhận được rất nhiều tiền từ Trung Quốc, và bây giờ ông cũng đang nhận tiền rất nhiều từ Trung Quốc, một số tiền khổng lồ, và ông ta hoàn toàn bị mua chuộc. Thì ông Trump đã phát biểu cái điều này. Nhưng mà ở đây nó có hai cái vấn đề. Thứ nhất á, là không có bằng chứng nào mà sau nhiều năm điều tra của Hạ viện Hoa Kỳ bởi Đảng Cộng Hòa cho thấy ông Biden nhận được rất nhiều tiền từ Trung Quốc. Nhưng mà cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng là gì? Là ông Trump Organization không phải nhận tiền Bible, mà rất nhiều những cái sản phẩm ông bán là đến từ Trung Quốc. Chứ ông Biden thật sự không có hàng triệu đô la nào đến từ Trung Quốc. Cho nên bây giờ đó, người ta đặt ra cái câu hỏi đó, là ông Trump có nên đối diện, có nên nói về cái mối liên hệ của ông Trung Quốc, hay là như ngày hôm nay ông vẫn lẩn tránh. Đó là một cái điều mà người ta nói là hơn giờ ông không nói gì đến hết, ông đang lẩn tránh cái vấn đề này. Như tôi nói, vấn đề mà trả 59 đô la cho một cái cuốn kinh thánh, thường trở nó là free. Chừng nào anh muốn cuốn nào mà có bìa in đẹp thì anh trả 10 mấy đồng, và trên Amazon họ bán 2 đồng 99 để mà trả cái tiền thêm thôi, nhưng mà thật sự nó là free. Nhưng mà ông bán với nó 59 đồng 99 rồi ông đem về ông bán gấp 20 lần cái giá ông mua vô.
tức là 60 đồng anh mua 3 đồng anh bán 60 đồng là tức là 2000%, thì cái đó nó rất là sai đó. Bởi vì anh nói là mua để mà yêu nước, để mà bày tỏ cái lòng yêu nước, để mà giữ cái đạo này. Một đêm cuối cùng mà tôi muốn nói đây đó là như thế này. Ông Trump bây giờ ông nói đó là ông sẽ đánh giá những hàng Trung Quốc vào nước Mỹ nếu ông làm tổng thống. Vậy thì câu hỏi đặt ra là ông có đánh giá những cái hàng của ông nhập cảng luôn hay không? Đó, cái điều đó là một cái câu hỏi mà tôi và mọi người nên suy nghĩ. Giống như giáo sư vừa nói đó, thì cựu tổng thống Trump đã viết như thế này nè. Ông nói cuốn kinh thánh này nó là cái lời nhắc nhở. Nó lời nhắc nhở. Và cái việc quan trọng mà to lớn nhất mà chúng ta cần phải mang về cho Hoa Kỳ để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, đó chính là tôn giáo của chúng ta. Đó. Khi mà ông đưa ra cái đó là nguy hiểm lắm đó. Tức là ông muốn chỉ có Cơ Đốc giáo mới là cái tôn giáo được tôn trọng, được dùng để mà điều khiển cái đất nước này. Đó là cái điều nguy hiểm mà chúng ta phải nhận ra. Thưa anh. Vâng, đó là một số các ý kiến nhận định của giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc, thưa quý vị, liên quan đến các đề tài mà chúng ta vừa cùng mổ xẻ ba vấn đề liên quan đến những hoạt động của cựu tổng thống Donald Trump. Trước khi kết thúc chương trình thì không biết là giáo sư còn điều gì để muốn chia sẻ với khán giả của Vietfast TV, thưa giáo sư? Dạ thì anh Dũng cùng các thính giả biết là ngày hôm nay sẽ gì tôi có mặt ở Little Sài Gòn là bởi vì ngày mai tôi sẽ tham dự một cái buổi đại nhạc hội bầu cử để mà ủng hộ cho một ứng cử viên tại Little Sài Gòn, một người trẻ và một luật sư. Và nhất là anh đang bị những cái sự chụp mũ rất là oan ức, cho nên chúng tôi có mặt ở đây để ủng hộ, bởi vì anh là một người Việt sinh đẻ, là một người Việt tị nạn, đã là một người là thuyền nhân, đã đến nơi đây cha mẹ của anh, và một người tôi cho rằng rất là có đạo đức và có những cái điều đặc biệt, những chính sách sẽ phục vụ cho cộng đồng người Việt tại Little Sài Gòn, nhất là những quý vị mà trên 65 tuổi như tôi chẳng hạn, thì anh sẽ có những chính sách để mà giúp cho quý vị có một cái cuộc sống dễ dàng về khi lớn tuổi, thì không phải có những cái gọi là lo lắng về thuốc men, về vấn đề sức khỏe của mình. Đó là cái yếu tố cần thiết nhất khi chúng ta về già. Cho nên tôi cũng hy vọng rằng một số khán thính giả nghe chương trình thì cũng sẽ tham gia với chúng tôi để ủng hộ một người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại tiểu bang California ứng cử vào một cái chức vụ quan trọng, không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân Little Sài Gòn mà của cả tiểu bang California, nếu không nói là cả nước Mỹ như vậy. Và tôi tin rằng ảnh là một người sẽ có cái đạo đức, có cái tư cách và có cái tinh thần để mà giúp cho cộng đồng người Việt chúng ta. Cho nên đây là lần thứ hai tôi có mặt để mà tham gia cái buổi đại nhạc hội đó, thưa anh. Chương trình gây quỹ cho ông director. Không phải là gây quỹ anh, mà nó là một cái cuộc vận động bầu cử. Có nghĩa là quý khán thính giả có những thắc mắc về bầu cử có thể đến, hay là những quý vị khán thính giả muốn giúp chúng tôi để mà đi vận động, để mà đi gõ cửa, hay là dán những cái biểu ngữ, hay là có bất cứ những cái thắc mắc gì, hay là ngay cả quý vị có đem cái lá phiếu của quý vị, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền vào đó và sẽ gửi đi cho quý vị. Cho nên nếu quý vị cảm thấy rằng đó là những điều quý vị cần có, và nhất là ủng hộ một người trẻ như là Derek Trần, thì tôi kêu gọi mọi người đừng vì đảng phái, đừng vì Cộng hòa hay Dân chủ, mà cũng là độc lập, mà chúng ta hãy đến để mà ủng hộ cho một người trẻ lần đầu tiên mà cộng đồng người Việt chúng ta sẽ hãnh diện. Và đây là một cái cơ hội mà chúng ta có thể thực hiện được, chứ không biết tương lai thì nó sẽ như thế nào, bởi vì đây là một ứng cử viên xuất sắc nhất mà tôi nhận thấy đó, thưa anh. Chương trình này sẽ được tổ chức vào trưa ngày thứ Bảy. Dạ đúng. Chương trình quan điểm của chúng ta thì sẽ phát hình vào lúc 8 giờ sáng. Dạ. Chúng tôi nghĩ từ đây đến 11 giờ thì chắc là cũng còn. Không biết là cái địa điểm được tổ chức là ở đâu? Là ở Golden Sea Restaurant. Dạ. Tôi quên cái địa chỉ. Là Catella với đường Buffett. Dạ, Catella. Dạ, đúng rồi. Địa điểm đó thì cũng quen thuộc. Dạ, ngóc ngã từ Catella với lại là Brookers. Dạ. Nếu là quý vị nào mà có thời giờ thì có thể ghé đến như là giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc. Và ngoài ra cũng xin thông báo với quý vị, chương trình này phát thứ Bảy, thì ngày thứ Hai chúng tôi cũng có một cái cuộc phỏng vấn liên quan đến những cái để mà gọi là
hỗ trợ cho ông Derek Trần, dạ, trong chức ứng cử viên. Dạ. Giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc cũng sẽ là khách mời trong chương trình đó. Dạ. Và đó là một cái chương trình của nhóm Ủy ban vận động tranh cử của ông Derek Trần, dạ, đã mua giờ trên Vietface TV. Chúng tôi xin thông báo rõ như vậy để chúng ta có những cái không có những cái thắc mắc liên quan đến những cái chương trình như thế này. Mong quý vị sẽ đón theo dõi chương trình đó. Cảm ơn anh Quốc rất là nhiều đã bỏ thời giờ. Dạ, cảm ơn anh Dũng. Hy vọng là anh sẽ dồi dào sức khỏe và sẽ hy vọng còn gặp anh nhiều nữa trong tương lai. Dạ, cảm ơn anh Dũng rất nhiều, rất là vui được gặp lại anh cũng như quý khán thính giả của đài Vietface TV. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong chương trình Quan điểm kỳ tới. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được những thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.